À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em học sinh thân mến. Vậy là cô và các em đã cùng nhau trải qua 8 chương đầu tiên của chương trình ở lớp 11, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thế thì chúng ta chỉ còn một nội dung, một chương cuối cùng là chương số 9. Chúng ta sẽ chính thức khép lại toàn bộ chương trình lớp 11. Vậy thì để xem chương 9 này chúng ta sẽ học nội dung gì thì mời các em hãy quan sát vào phần khởi động. Phần khởi động cho như sau: Nguyệt và Nhi cùng tham gia một cuộc thi bắn cung. Xác suất bắn trúng tâm bia của bạn Nguyệt là 0,9 và của bạn Nhi là 0,8. Yêu cầu là tính xác suất để cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia. Vậy thì khi chúng ta đọc nội dung đề bài của phần khởi động thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nội dung kiến thức, đấy là thống kê và xác suất đã chúng ta đã được học ở lớp 10. Vậy lên chương trình lớp 11 thì chúng ta sẽ tiếp tục học nội dung xác suất. Chúng ta sẽ vào chương số 9, xác suất, và vào bài đầu tiên, biến cố giao và quy tắc nhân xác suất. Thì chúng ta học xong bài này, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi ở phần khởi động. Nội dung bài học của chúng ta gồm có phần 1 nhỏ là phần biến cố giao, phần 2 là biến cố xung khắc, phần 3 là biến cố độc lập và phần 4 là quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập. Ta sẽ lần lượt đi vào phần 1 là biến cố giao. Để hiểu biến cố giao là gì thì mời chúng ta sẽ cùng nhau làm hoạt động số 1. Hoạt động số 1: gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố, tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5, và B là biến cố tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Yêu cầu A là hãy viết tổ hợp mô tả các biến cố trên. Ta làm lần lượt này. Yêu cầu A ấy, chúng ta học ở lớp 10 thì chúng ta đã biết là cái biến cố ấy, khi mà chúng ta viết thì nó là một tập con của không gian mẫu. Không gian mẫu thì bao gồm tất cả các kết quả có thể xảy ra khi chúng ta thực hiện một phép thử nào đó. Còn A thì nó là tập con của không gian mẫu. Vậy thì ở đây phép thử của mình là gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Và A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5. Vậy thì việc mà chúng ta viết cái không gian mẫu thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta có thể kẻ bảng hoặc là dùng sơ đồ hình cây để chúng ta liệt kê các kết quả sao cho nó không bị sót. Tuy nhiên ở đây thì cô sẽ không nhắc lại phần đó nữa, mà cô sẽ viết luôn cái tập hợp A và tập hợp B trong hoạt động này. Biến cố A của chúng ta ấy, nó là một cái tập hợp mà các cái kết quả thuận lợi cho biến cố A chính là tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5. Vậy thì nó sẽ có các kết quả là 1,4, tức là một con xúc xắc. Xúc xắc thứ nhất là 1 chấm, xúc xắc thứ hai là 4 chấm. 4,1, 2,3 và 3,2, đấy là 4 kết quả thuận lợi cho biến cố A. Thì chúng ta viết tập hợp A gồm 4 cái kết quả đó. Tương tự với tập hợp B, tức là với biến cố B, tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Tích là phép nhân. Vậy ta quan sát ở trong không gian mẫu, khi chúng ta liệt kê các kết quả có thể của phép thử ra thì các cái kết quả mà có tích số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc là bằng 6 gồm có 16, 61, 23 và 32. Vậy là ta đã liệt kê được viết được cái tập hợp mô tả hai cái biến cố A và biến cố B. Ý B là hãy liệt kê các kết quả của phép thử sao cho
làm cho cả hai biến cố A và biến cố B cùng xảy ra. Vậy trong không gian mẫu của chúng ta, kết quả mà làm cho cả biến cố A và biến cố B cùng xảy ra, tức là vừa tổng số chấm xuất hiện trên hai con số sắc bằng 5, vừa tích số chấm xuất hiện trên hai con số sắc bằng 6, thì chỉ có hai kết quả đấy là kết quả 23 và 32, thì nó làm cho cả A và B cùng xảy ra. Vậy hai cái kết quả này ta nhìn thấy nó tạo thành một cái tập hợp, mà tập hợp này nó chính là giao của hai tập hợp A và B ở IA chúng ta viết. Vì vậy nên là cái tập hợp mà gồm hai cái kết quả 23 và 32 được gọi là biến cố giao của hai tập hợp A và B. Vậy biến cố giao của hai biến cố chính là cái biến cố mà cả A và cả hai biến cố đó cùng xảy ra. Vậy thì chúng ta sẽ có cái định nghĩa về biến cố giao như sau. Cho hai biến cố A và B, biến cố cả A và B cùng xảy ra, ta ký hiệu là AB hoặc A giao B thì được gọi là biến cố giao của A và B. Chúng ta có thể quan sát vào hình số 1, cái tập hợp mô tả biến cố A giao B ấy, là chính là giao của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B. Biến cố A giao B xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B cùng xảy ra. Đây, cái phần mà giao nhau, tức là phần chung của hai biến cố, hai tập hợp mà mô tả biến cố A và biến cố B đây này, phần chung này chính là tập hợp A giao B. Vậy thì qua định nghĩa này chúng ta cần phải chú ý, tập hợp A giao B chính là cái biến cố A giao B chính là biến cố cả A và B cùng xảy ra. Và cái tập hợp mà mô tả biến cố giao này, nó chính là giao của hai cái tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B trong trường hợp tổng quát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1 thì tiếp nối với phần hoạt động 1 mà chúng ta vừa được thực hiện. Xeo 2 con số sắc cân đối với đồng chất, gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên 2 con số sắc bằng 5, B là tích số chấm xuất hiện trên 2 con số sắc bằng 6, và biến cố C là biến cố có ít nhất một con số sắc xuất hiện mặt một chấm. Gọi D là biến cố số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất bằng 3. Yêu cầu là hãy xác định các cái biến cố AD, BD và CD. Đầu tiên nào, chúng ta căn cứ vào định nghĩa biến cố giao nào. Biến cố AD chính là biến cố A giao D. Vậy nó là cái biến cố cả A và D cùng xảy ra. Có nghĩa là tổng số chấm xuất hiện trên hai con số sắc bằng 5 và số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất của mình là phải bằng 3. Khi đó thì mình xác định biến cố A giao D này. Để cho thuận tiện thì chúng ta sẽ viết các cái tập hợp mà mô tả các cái biến cố này ra nhé. Đầu tiên biến cố A và biến cố B thì chúng ta đã được viết ở phần hoạt động 1 rồi. Biến cố C có ít nhất một con số sắc xuất hiện mặt một chấm thì chúng ta cũng liệt kê được các kết quả thuận lợi cho biến cố C, gồm có 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 21, 31, 41, 51, 61. Có ít nhất một con xuất hiện mặt một chấm đấy, thì có thể là con thứ nhất hoặc là con thứ hai xuất hiện mặt một chấm. Và biến cố D là số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất phải bằng 3. Vậy là ta có con số sắc thứ nhất là 31, 32, 33, 34, 35 và 36.
Từ đó, như vừa phân tích thì biến cố A giao D, viết là biến cố AD ấy, là số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất phải là 3 và tổng số chấm xuất hiện trên con hai con số sắc là bằng 5. Vậy thì biến cố A giao D này tập hợp mà mô tả biến cố A giao D này chính là giao của hai tập hợp A và D ở trên. Thì ta quan sát vào tập hợp A và tập hợp D thì chúng ta nhìn thấy cái phần tử mà chung giữa hai tập hợp này chính là phần tử 2, 3. Xin lỗi là 3, 2. Nó là phần tử chung của hai tập hợp A và D. Vậy thì chúng ta sẽ có A giao D chính là tập hợp có một phần tử là 3, 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục với biến cố BD, tức là biến cố B giao D. B giao với D là biến cố mà tích số chấm xuất hiện trên hai con số sắc bằng 6 và số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất là 3. Vậy BD chính là tích số số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất là 3 và tích số chấm xuất hiện hai trên hai con số sắc phải bằng 6. Thế thì chúng ta sẽ có biến cố BD. Tương tự thì để tìm cái tập hợp mà mô tả ra cái biến cố BD thì chúng ta sẽ lấy biến cố B giao với biến cố D. Chúng ta nhìn xem B với D thì chúng ta sẽ có phần tử nào chung đúng không? Đó chính là phần tử 32. Thì ở D cũng có 32. Chúng ta xem còn phần tử nào giống nhau không? Không. Vậy thì biến cố B giao D thì chúng chỉ có một phần tử là số cặp số 32. Thế thì ta kết luận là B giao D bằng tập hợp của một phần tử 32. Cuối cùng của ý A đấy là biến cố CD. CD chính là C giao D. Vậy nó là cái biến cố mà cả C và D cùng xảy ra, tức là số chấm xuất hiện trên con số sắc thứ nhất phải là 3 và có ít nhất một con số sắc xuất hiện mặt một chấm, đồng thời cả C và D cùng xảy ra. Khi đó thì để xác định cái tập hợp mà mô tả biến cố C giao D này thì chúng ta sẽ quan sát vào tập hợp C và tập hợp D, ta xem là C giao D thì sẽ gồm những cái phần tử nào. C giao D thì chúng ta sẽ thấy có giống nhau là 31 là giống nhau này. 32 thì không có. 33 cũng không, 34 không. 35 không, 36 không. Vậy thì cũng chỉ có phần tử là 31 thôi. Vậy ta sẽ có là BD gồm một phần tử là 31 nhé. Đấy là tập hợp B giao D chúng ta. Vậy là qua được ý A thì chúng ta đã biết cách để xác định cái biến cố giao và viết nó dưới dạng là tập hợp rồi. Biến cố, xin lỗi là ý B của chúng ta gọi A ngang là biến cố đối của biến cố A. Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố A ngang B và A ngang C. Nào, A ngang là biến cố đối của biến cố A. Biến cố A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên hai số sắc bằng 5. Vậy đối của A chính là tổng số chấm xuất hiện trên hai số sắc không bằng 5. Vậy thì ta sẽ lấy không gian mẫu của chúng ta có 36 phần tử trừ đi 4 phần tử của tập hợp A này thì nó còn 32 phần tử nữa, chính là biến cố A ngang. Chúng ta sẽ giải biến ý B này. A ngang như vừa phân tích đấy là tổng số chấm xuất hiện trên hai số sắc
không bằng 5 thì tức là khác 5. Và tích số chấm xuất hiện trên 2 xúc sắc phải bằng 6. Đấy là chúng ta mô tả bằng lời. Còn chúng ta viết bằng ký hiệu thì phần này chúng ta cũng tự quan sát ở trong không gian mẫu để lấy ra các cái phần tử mà thuộc A ngang giao với B, tức là vừa thuộc A ngang lại vừa thuộc B, vừa tổng số chấm khác 5 lại vừa tích số chấm bằng 6, thì chỉ có 2 phần tử là 16 và 61. Hoặc là có nhanh hơn ý, thì chúng ta cứ quan sát ở trong cái tập hợp B ý. Chúng ta xem tập hợp trong tập hợp B của chúng ta như ở ý A có cái phần tử nào mà nó cũng thuộc được A ngang thì chúng ta sẽ lấy. Thì ở trong tập hợp B của chúng ta thì có tích số chấm trên 2 xúc sắc bằng 6 thì có 4 phần tử thôi. Thì trong đấy thì có 23 và 32 thì tổng số chấm là nó bằng 5, vậy thì không thuộc A ngang và chỉ có 16 và 61 thỏa mãn thôi. Vậy thì A ngang B chỉ có 2 phần tử này. Tương tự A ngang C, tức là tổng số chấm xuất hiện trên 2 xúc sắc khác 5 và C là có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện bằng 1 chấm thì chúng ta cũng viết được các kết quả thuận lợi cho biên cố A ngang C này, gồm có 16, 61, 15, 51, 13, 31, 12, 21 và 11. Đấy là các cái phần tử của A ngang C. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đấy là hai biến cố xung khắc, phần 2 nhỏ. Để biết xem hai biến cố xung khắc là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau làm hoạt động số 2. Hoạt động số 2, gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất, gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên 2 xúc sắc bằng 5 và B là biến cố xuất hiện hai mặt có cùng số chấm. Hai biến cố A và B có thể đồng thời xảy ra hay không? Vậy cái câu hỏi này, A tổng số chấm xuất hiện trên 2 xúc sắc bằng 5 thì có thể đồng thời xảy ra với biến cố xuất hiện hai mặt có cùng số chấm được không? Chúng ta phân tích đơn giản này, khi mà hai mặt có cùng số chấm ấy thì hai mặt giống nhau, mà ví dụ 111, 22, 33, 44 và 55, 66 ấy, thì tổng số xuất hiện trên hai khi đó ấy, thì tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc này chắc chắn phải là số chẵn, vì hai số giống nhau cộng lại với nhau ấy, nó ra số chẵn thì không thể nào nó bằng 5 được. Vậy thì tức là biến cố A và biến cố B thì không thể nào mà đồng thời xảy ra được. Còn chúng ta viết dưới dạng là tập hợp hai biến cố A và B để chúng ta xem, thì chúng ta thấy A gồm có phần tử này 14, 23, 32 và 41. B thì là 11, 22, 33, 44 và 55, 66. Thế thì ta thấy là hai cái biến cố này không có phần tử nào chung cả, tức là A giao B của chúng ta bằng rỗng. Thế thì nó sẽ không đồng thời xảy ra được. Khi đó hai cái biến cố này người ta gọi nó là hai cái biến cố xung khắc với nhau, nghĩa là nó không đồng thời xảy ra. Vậy chúng ta sẽ có định nghĩa hai biến cố xung khắc. Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra. Vậy thì khi đó ta có một hình hai minh họa cho hai biến cố, hai cái tập hợp mô tả hai biến cố đó. Đây, tập hợp A mô tả cho biến cố A, tập hợp B mô tả cho biến cố B nằm trong không gian mẫu omega. Thì ta thấy khi đó thì hai biến cố, hai tập hợp A và B nó sẽ không có giao, tức là giao nhau nó bằng rỗng. Vậy ta có chú ý hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi A giao B bằng rỗng. Đấy là định nghĩa hai biến cố xung khắc. Bây giờ chúng ta vào ví dụ số 2 để minh họa cho nội dung định nghĩa này.
Chúng ta tiếp tục cái phép thử ở ví dụ 1 là phép thử mà gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc bằng 5 và B là biến cố tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc bằng 6. C là biến cố có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt một chấm. Người ta yêu cầu chúng ta hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố, cả ba biến cố A, B và C. Nghĩa là một cái biến cố nào đó mà không thể đồng thời xảy ra với cả ba cái biến cố A, biến cố B và biến cố C. Thực tế thì có rất là nhiều các cái biến cố mà thỏa mãn cái điều này. Nhưng ở đây cô lấy một cái biến cố là biến cố E, tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc bằng 6. Khi đó thì cái biến cố E này nó xung khắc với cả ba cái biến cố A, B và biến cố C. Nó không đồng thời xảy ra với cả ba biến cố này. Và phân tích này, cái này chúng ta có thể là viết rõ cái tập hợp E này ra. Tích số chấm xuất hiện trên xúc sắc bằng 8 thì E này nó sẽ có các kết quả 18 với 81 thì không được rồi vì vượt quá 24 này với lại 42. Vậy là chỉ có hai kết quả này thôi. Thì chúng ta xem lại ở cái ví dụ 1 ấy. Khi đó thì cái nó sẽ không đồng thời xảy ra với biến cố A là biến cố tổng số chấm trên xúc sắc bằng 5. Đây tổng ở đây đều ở biến cố E của mình đều bằng 6 cả này. Không đồng thời xảy ra với biến cố A. B là tích số chấm xuất hiện trên xúc sắc bằng 6 thì cũng không thể vì này tích là bằng 8 này. Biến cố C là có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt một chấm. Ở đây thì không có con nào xuất hiện mặt một chấm cả. Vì vậy nên là biến cố E giao với cả ba biến cố A, B và C đều bằng rỗng. Tức là nó sẽ không đồng thời xảy ra được với cả ba biến cố A, B và C. Vậy thì E sẽ xung khắc với cả ba biến cố A, B và C này. Còn chúng ta có thể lấy rất là nhiều các cái biến cố khác mà thỏa mãn. Và tùy chúng ta. Đấy là phần 2 nhỏ, hai biến cố xung khắc. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 nhỏ là biến cố độc lập. Vậy biến cố độc lập là biến cố như thế nào? Khi chúng ta đọc cái tên lên thì chúng ta đã hình dung được độc lập như hai người mà làm việc độc lập với nhau ấy. Đó là ở cái việc mà kết quả của người này thì sẽ không ảnh hưởng, tức là việc làm của người này thì không ảnh hưởng đến cái việc của người kia. Vậy thì biến cố độc lập nó cũng tương tự. Thế thì trước khi mà vào nội dung định nghĩa thì chúng ta làm hoạt động số 3. Hoạt động số 3 là An và Bình mỗi người gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố An gieo được mặt 6 chấm và B là biến cố Bình gieo được mặt 6 chấm. Yêu cầu là tính xác suất của biến cố B. Lần lượt nhé, ý A trước. Phép thử của bài này là An và Bình mỗi người gieo một con xúc sắc ấy. Thì nó giống như là ở ví dụ 1 và hoạt động 1 ấy, là gieo hai con xúc sắc thôi. Đây là có hai người gieo. Vậy thì omega của mình sẽ gồm các cái cặp x, y. Trong đó thì x và y là lấy các cái số từ 1 đến 6, tức là từ 1 chấm đến 6 chấm. Và ta ký hiệu cái thứ nhất xx, xin lỗi là lại đọc thành x thành y. Ở đây không gian mẫu là gồm các cái cặp số yz, trong đó y và z là nằm từ 1 đến 6. Và y chính là số chấm xuất hiện trên con xúc sắc của An, còn z chính là số chấm xuất hiện trên con xúc sắc của Bình. Cái tập hợp này ta rất là quen thuộc ở lớp 10 chúng ta học các cái trò chơi gieo xúc sắc ấy thì chúng ta đã được làm quen rất là nhiều rồi. Vậy thì omega là gồm các cái kết quả này. Khi đó thì n của omega chính là bằng 6 nhân với 6
là bằng 36 kết quả có thể. Thì chúng ta có thể là làm bằng cách là vẽ bảng, lập bảng này. Cách thứ hai là dùng sơ đồ hình cây. Cách thứ ba là chúng ta tính theo quy tắc nhân. Ở bài này rất là dễ này. Giống như là chúng ta hai công đoạn, bạn An gieo xong là đến bạn Bình gieo ấy. Thì bạn An khi mà gieo một con xúc sắc ấy thì nó sẽ có 6 kết quả có thể xảy ra, từ mặt 1 chấm đến mặt 6 chấm. Và bạn Bình gieo thì cũng tương tự là sẽ có 6 kết quả có thể xảy ra. Vậy thì N omega của mình là bằng 6 x 6 là bằng 36 kết quả. Ở khi đó thì ta sẽ có biến cố A là bạn An gieo được mặt 6 chấm. Thế thì ta liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A là có 61, 62, 63, 64, 65 và 66 là các kết quả thuận lợi cho biến cố A. Tức là tập hợp A này chính là tập hợp mô tả biến cố A đấy. Thì từ đây ta sẽ xin lỗi là tiếp tục là biến cố B đã. Biến cố B là biến cố Bình gieo được mặt 6 chấm. Thì Bình cố định là Bình là sau mà là chỉ số là số gì này, làm Bình sẽ 6 chấm. Còn An có thể là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là 6. Đấy là liệt kê được các, viết được các tập hợp A và B mô tả cho hai biến cố A và B. Rồi tính xác suất ấy, thì chúng ta từ cái ta viết được biến cố B như vậy thì ta suy ra N của B thì bằng 6. Rồi P của B thì theo công thức cổ điển của xác suất là N của B chia N omega thì sẽ bằng là 6 chia cho 36 và kết quả là bằng 1/6. Đấy là giải quyết xong được ý A. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý B. Ý B yêu cầu này, tính xác suất của biến cố B trong hai trường hợp. Trường hợp 1 là biến cố A xảy ra. Ở ý B này chính là tính xác suất của biến cố khi mà biến cố A xảy ra hoặc là biến cố A không xảy ra như ở trường hợp 2. Vậy thì ta tính như thế nào? Biến cố B, biến cố ở trường hợp thứ nhất biến cố A xảy ra nhé. Khi mà biến cố A của mình xảy ra thì giống như là ta lấy không gian mẫu của mình ấy, chính là cái tập hợp A luôn, thì gồm có 6 kết quả là 61, 62, 63, 64, 65 và 66 ấy. Bạn An gieo được mặt 6 chấm ấy, thì giống như ta coi cái này là cái omega mới. Khi đó thì ta tính xác suất của biến cố B thì ta coi cái này là omega rồi này, thì ta xem là trong các 6 kết quả này thì có những kết quả nào mà thuận lợi cho biến cố B. Thì biến cố B của mình là bạn Bình gieo được mặt 6 chấm. Thế ta nhìn ở đây thì có mỗi trường hợp là kết quả 66 thôi, là bạn Bình sẽ gieo được mặt 6 chấm. Vậy thì chỉ có một kết quả thuận lợi cho biến cố B là 66. Vậy thì N của B trong trường hợp này là bằng 1. Vậy thì xác suất của biến cố B sẽ là 1/6. Đấy là trường hợp 1. Trường hợp 2 là biến cố A mà không xảy ra. Thì khi mà biến cố A không xảy ra thì kết quả của phép thử sẽ là bỏ đi 6 cái kết quả này, 6 cái kết quả trên này. Thì không gian mẫu của mình ban đầu là có 36, mà ta bỏ đi 6 kết quả này, tức là chúng ta còn 30 kết quả, từ 11 đến 56. Rồi trong 30 kết quả này ta coi nó là một cái không gian mẫu mới nhé. Thì trong 30 kết quả này thì ta sẽ có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố B. Đấy là kết quả 16, 26, 36, 46 và 56. Thì khi đó thì N của B ấy, nó sẽ bằng 5. Còn N của omega mới của mình ấy, là bằng 30. Vậy thì xác suất của biến cố B trong trường hợp này là 5/30 và bằng 1/6. Thế sau khi mà chúng ta tính xong thì chúng ta thấy cả hai trường hợp dù biến cố A và biến cố A xảy ra hay không xảy ra thì ta đều tính được xác suất của biến cố B là bằng 1/6. Nếu như mà chúng ta thử trường hợp ngược lại là
ta tính xác suất của biến cố A khi biến cố B có xảy ra hay không xảy ra thì ta thấy là xác suất nó không thay đổi. Do đó là người ta nói rằng hai biến cố A và B này là hai biến cố độc lập. Vậy hai biến cố độc lập là hai biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố kia, thì chúng ta sẽ có định nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục với định nghĩa của hai biến cố độc lập. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này thì không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia. Và ta có một nội dung nhận xét, đấy là nếu hai biến cố A và B độc lập thì biến cố A ngang và B, A và B ngang, A ngang và B ngang cũng sẽ độc lập với nhau. Nhận xét này rất là quan trọng, dùng ở trong phần công thức nhân xác suất để chúng ta tính được các cái xác suất của các cái biến cố mà liên quan đến biến cố đối. Đấy là định nghĩa hai biến cố độc lập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 3. Chỉ ra hai biến cố độc lập trong phép thử tung hai đồng xu cân đối và đồng chất. Thì chúng ta sẽ có ở đây là biến cố A là biến cố đồng xu xuất hiện mặt sấp chẳng hạn, biến cố B là biến cố đồng xu thứ 2 xuất hiện mặt ngửa, A là đồng xu thứ nhất nhé, B là đồng xu thứ 2. Thì ngay cái việc mà chúng ta đọc cái phép thử ấy là phép thử tung hai đồng xu, thì hai cái đồng xu ấy chúng ta tưởng tượng là khi mà mình tung hai đồng xu thì chắc chắn là cái việc mà xuất hiện sấp hay ngửa của đồng xu này thì chắc chắn không hề ảnh hưởng đến đồng xu kia rồi. Vậy nên ta có thể lấy hai cái biến cố A và B này thì ta thấy là hai biến cố này là hai biến cố độc lập. Việc đồng xu thứ nhất xuất hiện mặt sấp thì xác suất của đồng xu thứ xác suất mà đồng xu thứ hai xuất hiện mặt ngửa vẫn chỉ là bằng phần 2. Mà nếu như mà A mà không xảy ra, tức là đồng xu xuất hiện, đồng xu thứ nhất xuất hiện mặt ngửa thì xác suất của biến cố B cũng chỉ bằng 1/2, dẫn đến là hai biến cố này là hai biến cố độc lập với nhau. Chúng ta sẽ sang phần thứ tư, đấy là phần quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập. Nếu như hai biến cố A và B độc lập thì chúng ta sẽ có công thức nhân xác suất như sau. PAB thì bằng PA nhân PB, tức là xác suất của biến cố A giao B thì sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân xác suất của biến cố B khi mà hai biến cố A và B độc lập với nhau. Chú ý là từ quy tắc nhân xác suất thì chúng ta sẽ thấy nếu PAB mà khác PA nhân PB thì hai biến cố A và B là không độc lập với nhau. Ở phần hai biến cố độc lập thì chúng ta thấy là để mà chứng minh được hai biến cố mà độc lập với nhau ấy thì chúng ta sẽ phải tính xác suất của một biến cố khi biến cố này xảy ra hay không xảy ra. Cái việc tính đó nó làm cho chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì ở phần 4 này chúng ta sẽ có thêm một cách nữa, mà cách này là chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng để chứng minh hai biến cố độc lập hay không độc lập. Đấy là nếu mà hai biến cố xác suất của nó thỏa mãn công thức nhân này thì ta nói hai biến cố đó độc lập. Còn nếu nó không thỏa mãn, tức là P của A giao B mà không bằng PA nhân PB, thì ta kết luận luôn là hai biến cố này là hai biến cố không độc lập với nhau. Chúng ta sẽ có ví dụ số 4.
Ví dụ số 4 yêu cầu là hãy trả lời câu hỏi ở hoạt động mở đầu. Nếu như bạn Nguyệt và bạn Nhi bắn độc lập với nhau thì ở phần mở đầu, tức là phần khởi động của chúng ta ấy, thì người ta cho bạn Nguyệt và bạn Nhi tham gia một cuộc thi bắn cung. Xác suất để bắn trúng tâm bia của bạn Nguyệt là 0,9, xác suất của bạn Nhi là 0,8. Người ta yêu cầu chúng ta tính xác suất để cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia, tức là cả Nguyệt và Nhi đều bắn trúng tâm bia. Ở đây người ta lại cho thêm Nguyệt và Nhi bắn độc lập với nhau, tức là cho biến cố độc lập ấy. Thì chúng ta sẽ gọi A là biến cố bạn Nguyệt bắn trúng tâm bia, B sẽ là biến cố bạn Nhi bắn trúng tâm bia. Khi đó thì cái biến cố cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia chính là biến cố A giao B. Vậy bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ tính P của A giao B. Mà A và B độc lập với nhau, do hai bạn Nguyệt và Nhi bắn độc lập với nhau nên A và B là hai biến cố độc lập nhé. Vậy theo công thức nhân xác suất thì P của A giao B chính bằng PA nhân PB. Và ta thay con số PA của mình là bằng 0,9, PB là 0,8, kết quả là 0,72. Vậy xác suất để cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia chính là 0,72. Vậy thì chúng ta xong được ví dụ 4, áp dụng công thức nhân xác suất tính rất là dễ dàng. Chúng ta đã kết thúc toàn bộ nội dung của phần lý thuyết của bài này. Chúng ta chuyển sang các cái bài tập tự luyện. Thì chúng ta có các bài tập ở trong sách giáo khoa. Bài số 1, chúng ta sẽ có hướng dẫn để làm các bài này nhé. Bài số 1 cho như sau. Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ 2 thì chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Gọi A là biến cố tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6. Và B là biến cố tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ. Yêu cầu là hãy viết tập hợp mô tả các biến cố A giao B và tính xác suất của biến cố A giao B. Vậy thì A giao B, trước tiên đây là một biến cố giao, thì tức là biến cố, cả biến cố A và biến cố B phải đồng thời xảy ra, tức là tổng số chấm ghi trên 2 thẻ phải vừa bằng 6, lại tích số chấm trên ghi trên 2 thẻ phải vừa là số lẻ. Vậy thì ta sẽ ký hiệu EZ chính là kết quả lấy ra từ hộp thứ, là cái kết quả mà có thể xảy ra của phép thử này nhé. Trong đó thì kết quả lấy ra từ hộp thứ nhất là ta ký hiệu là Y nhé. Cái số mà ghi trên thẻ ấy của hộp thứ nhất là Y, còn cái số mà ghi trên thẻ từ hộp thứ hai là Z nhé. Khi đó thì ta có cái biến cố A giao B chính là có hai cái phần tử mà thuận lợi cho cái biến cố giao A và B đồng thời xảy ra, đấy là cái kết quả 15 và 33. Tổng trên 2 thẻ vừa bằng 6 lại tích lại là số lẻ. Đấy là biến cố A giao B. Từ cái việc mà ta viết được cái biến cố AB này thì ta sẽ suy ra được N của AB của mình là bằng 2. Còn N omega ấy, cô sẽ bổ sung rõ ràng hơn vào đây một chút để chúng ta hiểu rõ hơn nhé. NAB của mình bằng 2, đây có 2 phần tử thôi. Còn không gian mẫu của mình ấy, tại sao lại bằng 15? Khi mà rút từ hộp thứ nhất ra 3, ra một thẻ trong 3 thẻ thì ta sẽ có 3 cách. Hộp thứ hai thì có 5 thẻ nên ta có 5 cách. Vậy theo quy tắc nhân ấy thì chúng ta sẽ có 3 x 5 là bằng 15. Vậy N omega của mình là bằng 15. Thì xác suất biến cố A giao B là bằng NAB chia cho N của omega sẽ bằng 2 phần 15. Đấy là ý A. Ý B
là tìm một biến cố khác rỗng mà xung khắc với cả hai biến cố A và B. Thì cái này chúng ta đã có cái ví dụ tương tự rồi. Hai biến cố mà xung khắc với nhau, tức là nó giao với cái biến cố A và biến cố B này là bằng rỗng ấy. Thì ở đây cô sẽ lấy biến cố C là biến cố lấy được hai thẻ đều đánh số 2. Vậy thì khi mà lấy được hai thẻ đều đánh số 2 thì nó sẽ không không thẻ đồng thời xảy ra với tổng hai thẻ, tổng số ghi trên hai thẻ bằng 6 được. Vì khi đó tổng hai thẻ thì bằng 4, và cũng không thể xảy ra cái trường hợp tích ghi tích hai thẻ là số lẻ được. Vì khi hai thẻ được đánh số 2 thì tích là bằng 4 thôi, không thể bằng một số lẻ được. Vậy C sẽ xung khắc với hai biến cố A và B. Các em có thể lấy các cái biến cố khác tùy chúng ta nhé. Chúng ta suy nghĩ và lấy thêm. Đấy là bài tập số 1, khá là đơn giản. Bài tập số 2 là một hộp chứa 21 tấm thẻ được đánh cùng loại, được đánh số từ 1 đến 21. Chọn ngẫu nhiên ra một thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố số ghi trên hai thẻ được chọn chia cho 2, và B là biến cố số ghi trên thẻ được chọn chia cho 3. Hãy mô tả bằng lời biến cố AB. Biến cố AB ở đây người ta bảo chúng ta mô tả bằng lời thôi. AB là A giao B, là cả A và B cùng xảy ra, tức là số ghi trên hai thẻ được chọn vừa chia hết cho 2 lại vừa chia hết cho 3. Ở đây là số 3 nhé. Cô đánh nhầm, chúng ta sửa giúp cô là số 3 và là số 5. Đấy là biến cố A giao B. Ở ý B là hai biến cố A và B có độc lập hay không và tại sao. Thì để chứng minh hai biến cố độc lập hay không độc lập thì cô sẽ sử dụng cái quy tắc nhân ấy, thỏa mãn công thức của công thức nhân thì nó là độc lập, mà không thỏa mãn thì nó không độc lập. Thế thì cô sẽ tính xác suất của biến cố A và tính xác suất của biến cố B nhé. Từ số 1 đến số 21 thì có 10 tấm thẻ chia cho 2, nên là N của biến cố A là bằng 10. Vậy ta suy ra P của biến cố A là bằng 10 phần 21. Biến cố B thì từ 1 đến 21 thì có 7 tấm thẻ chia cho 3, nên là N của B là bằng 7 nhé. Chỗ này phải là số 7 này. Suy ra P của B là bằng 7 phần 21, tức là bằng 1 phần 3. Rồi từ số 1 đến 21 thì có 3 tấm thẻ chia hết cho cả 2 và 3, nên là N của AB của mình ấy là bằng 3. Suy ra P của biến cố A giao B của mình là 3 phần 21, là bằng 1 phần 7. Vậy thì ta sẽ có P của AB nó khác với PA nhân với PB, tức là 1 phần 7 thì khác với 1 phần 3 nhân 10 phần 21 ấy. Nên hai biến cố A và B của mình là hai biến cố không độc lập với nhau. Sử dụng công thức nhân xác suất để chúng ta chứng minh. Chúng ta xong bài số 2. Chúng ta chuyển sang bài số 3. Bài số 3 là cho hai biến cố A và B độc lập. Ý A là biết PA bằng 0,7, PB là 0,2. Yêu cầu tính xác suất của các biến cố AB, A ngang B và A ngang B ngang. Vậy thì ở bài này cơ bản là chúng ta sẽ sử dụng công thức nhân xác suất đối với các cặp biến cố độc lập. Ở đây ví dụ như cặp như biến cố A giao B ấy, thì rõ ràng là theo công thức nhân xác suất thì P của AB chính là bằng PA nhân PB, nên là chúng ta tính rất là dễ dàng, ra là 0,7 nhân 0,2 bằng 0,14. Tiếp theo là A ngang B. Biến cố A ngang B thì ta có nhận xét nằm ở phần hai biến cố độc lập ấy. Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì biến cố A ngang và B cũng độc lập, và biến cố A ngang và B ngang cũng độc lập. Vì vậy thì chúng ta hoàn toàn sử dụng được công thức nhân xác suất cho cái cặp biến cố A ngang B và A ngang B ngang ở đây để tính. Thế thì P của A ngang B chính bằng PA ngang nhân PB. Ta tính PA ngang bằng cách là lấy 1 trừ đi PA là bằng 1 trừ 0,7, rồi nhân với PB là 0,2 thì kết quả ra 0,06. Tương tự thì P của A ngang B ngang sẽ bằng
P của A ngang nhân P của B ngang là bằng 1 chứ 0,7 nhân 1 chứ 0,2, kết quả 0,24. Đấy là ý A. Ý B thì ta làm tương tự thôi. Ý B cho P của A bằng 0,5. Cho P của AB, tức là P của A giao B là bằng 0,3. Yêu cầu chúng ta tính xác suất của biến cố B. À, hai biến cố A và B độc lập với nhau ấy, thì P của AB thì bằng PA nhân PB. Vậy là ta biết được hai yếu tố là P của A và P của AB, thì ta hoàn toàn tính được P của biến cố B dựa vào công thức nhân. Ta suy ra P của B thì bằng P của AB chia cho P của A là bằng 0,3 chia cho 0,5. Thì nó sẽ bằng 0,6. Vậy là tính được P của B. Còn P của A ngang B với P của A ngang B ngang thì tương tự như A, do là cái cặp A ngang B và cặp A ngang B ngang cũng độc lập, nên là ta sử dụng quy tắc nhân, công thức nhân cho nó. Thì ta có P của A ngang B thì bằng P A ngang nhân P của B bằng 1 chứ 0,5 nhân 0,6 là ra 0,3. Và cuối cùng là hai biến cố A ngang và B ngang độc lập, nên là ta sử dụng công thức nhân, ta ra P của A ngang B ngang thì bằng P của A ngang nhân P của B ngang bằng 1 chứ 0,5 nhân 1 chứ 0,6, và kết quả là bằng 0,2. Đấy là bài tập số 3. Bài tập số 4. Cho một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào một cái bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất và thứ hai thì lần lượt là 0,9, 0,6. Biết rằng kết quả các lần bắn là độc lập với nhau, yêu cầu tính xác suất của các biến cố sau bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây. Ở phần lý thuyết thì cô chưa giới thiệu cho chúng ta sơ đồ hình cây. Bây giờ đến phần bài tập tự luyện thì chúng ta có thể quan sát cái sơ đồ hình cây của nó, thì nó cũng tương tự như là cái sơ đồ hình cây ở lớp 10 thôi. Ở đây là sơ đồ hình cây cho xác suất thôi. Thì đây, ta có thể quan sát vào sơ đồ hình cây. Lần thứ nhất nhé, thì có thể là bắn trúng hoặc là không bắn trúng, thì ta ký hiệu T là bắn trúng đích, còn K là không bắn trúng đích. Thì lần 1 có thể là trúng hoặc là không trúng. Thì tương tự với nó, đầu là một cái gốc này, ta chẻ ra thành hai, trúng hoặc không trúng. Khi đó xác suất của chúng là 0,9, thì xác suất của không trúng sẽ là 1 trừ 0,9 là khoảng 0,1. Lần 2 thì tương ứng với mỗi cái kết quả của lần 1 trúng, thì lần 2 có thể là trúng hoặc không trúng. Lần 1 không trúng thì lần 2 có thể trúng hoặc không trúng. Thì ta sẽ có, ta chẻ ra, với lần 1 là trúng thì ta lại chẻ ra thành 2 là trúng hoặc không. Thì lần 2 trúng là 0,6, không trúng thì sẽ là 1 trừ 0,6 là 0,4. Tương tự không trúng lần 1 thì lần 2 trúng hoặc là không trúng thì 0,6, 0,4. Khi đó ta nhìn vào sơ đồ hình cây, ta có các kết quả này. Trúng, trúng là tức là lần 1 trúng, lần 2 trúng, trúng, không trúng, không trúng, trúng và không trúng, không trúng. Vậy là có 4 kết quả. Xác suất của các kết quả này thì ta dùng quy tắc nhân 0,9 x 0,6, 0,54, 0,9 x 0,4, 0,36, 0,1 x 0,6, 0,06, 0,1 x 0,4, 0,04. Vậy là ta đã ra được hết xác suất của cả 4 kết quả này. Khi đó thì ta rất là dễ dàng trả lời câu hỏi A, B, C. Cả hai lần đều trúng, nghĩa là kết quả trúng trúng. Xác suất 0,4, 0,54. Biến cố ở ý B, cả hai lần bắn đều không trúng đích. Không trúng đích nghĩa là 0,0, thì xác suất của nó là 0,04. C, lần thứ nhất bắn trúng, lần thứ hai không trúng, tức là lần thứ nhất T, lần thứ hai K. Vậy thì nó chính là cái xác suất biến kết quả TK này là bằng 0,36. Đấy là bài số 4, thực hiện bằng sơ đồ hình cây rất là nhanh chóng và dễ dàng. Ta chuyển sang bài số 5. Bài số 5 là một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang.
và là 0,1 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp xúc với một người bệnh 2 lần, trong đó một lần đeo khẩu trang và một lần thì không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc thì chúng ta sẽ gọi biến cố A là cái biến cố mà bị lây bệnh khi mà không đeo khẩu trang. Thì khi mà không đeo khẩu trang thì xác suất mà người này bị bệnh sẽ là 0,8. Còn biến cố B là biến cố bị lây bệnh mà có đeo khẩu trang thì xác suất của nó sẽ bằng 0,1 theo đề bài. Ta có cái biến cố anh Lâm không bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc, chính là biến cố A ngang B ngang. Tức là anh Lâm này là sẽ tiếp xúc với người bệnh 2 lần, một lần thì đeo khẩu trang và một lần thì không đeo khẩu trang. Tức là ở đây nếu như mà anh không bị lây bệnh, tức là lần thứ nhất anh ấy tức là sẽ có một lần mà đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang ấy, thì xác suất mà anh ấy không bị lây bệnh, tức là biến cố A ngang và B ngang ở đây này, là anh ấy không bị lây bệnh khi mà không đeo khẩu trang. Nó là biến cố đối của biến cố A. Tức là khi đó xác suất của nó sẽ là 0,2. À, B ngang là anh này khi mà tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang thì xác suất mà anh ấy không bị bệnh là sẽ là 0,9. Vậy thì cái biến cố anh Lâm không bị lây bệnh từ người mà anh tiếp xúc chính là biến cố A ngang B ngang, không bị lây bệnh khi mà không đeo khẩu trang và không bị lây bệnh khi mà có đeo khẩu trang, vì hai lần thì có một lần là đeo khẩu trang và một lần không. Khi đó thì xác suất mà anh này không bị lây bệnh từ người anh tiếp xúc là P của A ngang B ngang sẽ theo công thức nhân ấy, do hai lần tiếp xúc thì nó độc lập với nhau mà, nên là nó sẽ bằng 1 trừ đi 0,8, tức là biến cố đối biến cố A ấy, ta tính xác suất bằng 1 trừ 0,8 nhân 1 trừ đi 0,1 và kết quả là 0,18. Vậy xác suất mà anh này bị lây bệnh, tức là cái mà người ta đang yêu cầu chúng ta tính ở đây ấy, nó chính là biến cố đối của cái biến cố A ngang B ngang ở trên này, ta tính sẽ bằng 1 trừ đi P của A ngang B ngang là bằng 1 trừ đi 0,18, kết quả nó bằng 0,82. Vậy xác suất mà anh này bị lây bệnh khi mà một lần đeo khẩu trang và một lần không ấy là 0,82. Đấy là chúng ta giải quyết xong bài số 5. Qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta phải nắm được các nội dung biến cố giao, biến cố xung khắc, biến cố độc lập và quy tắc nhân xác suất để áp dụng vào làm các cái bài tập. Chúng ta về nhà chúng ta tự thực hiện lại các cái bài tập phần tự luyện, chính là bài tập ở trong sách giáo khoa qua các cái phần mà cô hướng dẫn. Sau đó chúng ta làm thêm các cái bài tập ở trong sách bài tập và các cái tài liệu tham khảo khác. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video bài giảng tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.